Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay xu hướng thời tiết tốt đang duy trì trên hầu khắp cả nước. Bắc Bộ tiếp tục chuỗi ngày ít mưa, nắng ấm vào ban ngày, còn Trung Bộ mưa giảm nhanh chỉ còn rải rác vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa cũng giảm, trời chuyển nắng nhiều hơn. Ở Bắc Bộ, sáng sớm nay ngoài trời sương mù nhẹ bao phủ nhiều nơi, nền nhiệt ở khu vực Trung Du và Đồng Bằng thì chỉ dao động ở ngưỡng là từ 21 đến 23 độ, trời mát, vùng núi rét nhẹ với mức nhiệt là từ 18 tới 20 độ. Tuy nhiên, ánh nắng sớm cũng đã bắt đầu le lói và chỉ một lát nữa thôi là nắng sẽ bừng lên trên toàn khu vực. Mức nhiệt cao nhất trưa chiều nay ở Bắc Bộ duy trì ổn định trong ngưỡng là từ 26 đến 29 độ, mang đến cảm giác ấm áp. Với Trung Bộ, trong sáng và trưa nay, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế chỉ có mưa rải rác, còn khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Phú Yên chiều và tối cũng có mưa, tuy nhiên lượng mưa nhỏ dưới 10 mm. Do còn có mưa rải rác nên nền nhiệt cao nhất ngày trên khu vực vẫn chưa tăng nhiều. Khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi nhiệt độ phổ biến là từ 26 đến 28 độ. Trong khi đó, vùng còn lại là Bình Định xuống đến Bình Thuận nhiệt độ tăng nhẹ lên ngưỡng là 28 tới 31 độ. Tăng nắng, giảm mưa cũng là xu thế thời tiết ở các tỉnh thành phía Nam. Mức nhiệt cao nhất trưa nay ở khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ lên ngưỡng là từ 27 đến 30 độ. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ, mức nhiệt là từ 28 đến 31 độ. Trên biển, gió đông bắc mạnh tiếp tục duy trì trên toàn bộ biển Đông bao gồm cả hai huyện đảo là Hoàng Sa và Trường Sa gây biển động mạnh. Ngoài ra, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan vẫn có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tàu thuyền cần lưu ý đề phòng. Bản tin thời tiết sáng ngày 28 tháng 11 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.